Chào cả nhà và các bạn nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm vịt nấu chao nè cả nhà. Mình có ăn con vịt này 3 kg nè. Có mua rau nè. Rau cần ống nè, con với rau muống, cải xanh, đây củ hành, hành tây nữa nấu để vô nè. Có gừng, gừng nhánh gừng này để nữa mình đâm nhuyễn, mình xo bóp vịt mình rửa cho đừng hôi đó, với củ hành, mấy củ hành tím. Đây tỏi mình xấy sẵn nè. Keo chao, ăn kèm thì mình có bún nè cả nhà. Bây giờ mình vô mình chặt vịt ra, mình rửa, mình xo bóp, mình ướp nè cả nhà. Vịt nè mình rửa xong rồi cả nhà, mình rửa gừng, rửa muối ha, rồi mình giờ mình để ráo rồi, giờ mình ướp vô trong đây. Chao. Hai muỗng chao đầy đi cả nhà ơi. Bột ngọt. Hạt nêm. Đường. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơi. Nên làm này chi vậy mà? Nấu bên bà mười có tiệc. Hành tím. Đây là tỏi sấy. Bữa nay bên bà mười mình có nhỏ em đi xa về đó. Rồi bà mười không có ở không để nấu đi làm thầu xây nhà đó. Rồi cho nên là kêu mình qua nấu con vịt để xúm nhau ăn mừng em về. Này mình cũng ướp đều rồi. Mình để cho nó nghỉ ngơi tầm 30 phút. Bây giờ mình đi gọt khoai. Để mình gọt luôn khoai. Cái này nó không ăn khoai môn được đó. Cho nên là mua khoai lang đường nè. Để mình nấu thế khoai môn. Đây mình chế dầu vô nè cả nhà ơi. Quay chưa? Đang quay vịt nấu chao cho Hưng nằm trên cái này tỏi mình phi sẵn luôn nè. Ừ ha, cô Hai nói đàn mới nhớ đàn. Bây giờ vịt mình cũng ướp rồi hơn 30 phút rồi nè, giờ mình cho vô luôn, hoặc đổ quả tràn ra ngoài. Xào cho nó thấm gia vị hết trơn, cái mình đi chặt dừa. Mình cũng mới đi bẻ dừa vô cả nhà ơi. Này mình sôi lên xăng dữ rồi nè cả nhà. Mình cho chụm nó thấm một chút, mình có chặt nãy giờ nó xăng dữ lắm nè. Mình chặt hai trái dừa nè. Hai trái dừa. Chụm cho nó sôi lên cho nó chín thịt vịt rồi mình thả khoai lang vô, khoai lang nó cũng mau mềm. Mứt dừa con Trâm nó kêu chị làm hai màu, chị làm màu một màu trắng. Hai màu mất công. Hai màu lấy lá cẩm với xong làm á, nhưng mà chị không có làm. Cái cây ấy nó còn sống không ta? Cái gì cưng? Cây cưng nữ mà cưng vậy. Của cưng với xong hả? Ừ, khéo hả? Chắc xịt thuốc cỏ đợt đó chắc kêu chúng nó quá à. Để mình nêm nếm thử coi nó sao rồi cả nhà. Rồi con lấy tai nghe đi, hơi biết rồi. Còn hơi nhạt cả nhà ơi, ta thêm miếng muối. Nước dừa này dừa cứng cại nè, nó ngọt lắm à. Bây giờ mình để khoai lang vô luôn. Trời ơi, cái đèn này sáng chưa? Nè, sao hay vậy? Nó sợ mà. Rồi mình chờ khoai chín của mình xong cả nhà. Cái này khoai lang đường nè, mình để vô mình nấu cái màu thấy vàng lườm ngon quá. Tại vì nhỏ em mình nó ăn khoai môn không được đó. Thế khoai lang vô. Ngon quá, bữa nay cái nồi chao hấp dẫn rồi cả nhà. Chín xong cả nhà ơi, ngon quá.
mình để miếng hành tím lên, hành tây nè. Giờ mình tắt lửa xong tại mình còn lên lẩu cả nhà. Chào cả nhà nha, bữa nay bên nhà Dũng mừng mình không làm món ăn quá thì ngon cả nhà, em đi làm gì thấy gì dưới hang của em ở phố nó mới về đó. Mua vịt nấu chao rồi tôm mua rồi bún cho. Giờ đâu ăn quá trời luôn nè. Này mà cả nhà ăn tôm cùng gia đình mình nha. Tôm nè, cả nhà dầm nào á, đãi tôm nè. Đó, nhớ em mua về nè. Chào cả nhà. Em ở phố về đó. Ăn lẩu chao hả? Lẩu nấu chao. Lẩu nấu chao. Đây hai đứa em mình đi về chơi nè cả nhà, đi về nhà cô của mình. Nãy mình nặng vịt nấu chao ra đãi hai đứa em. Không, nhưng mà vịt nấu chao khoai lang này ăn ngon con bỏ. Đây vịt nấu chao, rau sống, tôm, tráng miệng là trái cây. Đây là nhà ông Dượng của mình nè. Ông Dượng mình năm nay 50 mấy tuổi rồi, trẻ lắm cả nhà. Mới quay TikTok này mình mua được cái nhà gì. Đây là cô thứ 10 của mình đây. Em thấy mà cái bộ em được là em. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Đăng lên vài chục năm nữa là mình không có chụp được đẹp gì. Bây giờ còn trẻ nè thì đăng đi, nữa sao già mà má hóp da nhăn là không có còn đẹp đâu. Dựa mình đổ bia mình vô đây, vô. Uống nước nó lạnh nha, nhà mình không uống bia được. Ăn con tôm xong rồi, tôm tắm với xong. Tôm người ta nuôi mà người ta gọng với xong á. Làm tôm xong đó. Ý, ý nó không có ăn cơm. Ừ. À, bánh mì của cô hai đem về đó, vứt hết đổ của hai. Trời, đem ra đó bụng ăn ngon. Ừ. Con. Đấy. Ăn đi, bỏ à, tao đâu ăn đâu. Sao vậy? Sao không ăn cục vàng? Chấm hết. Rồi, tao múc cái con. Cái gì? Quá lắm. Làm gì trời ăn không? Không gì vậy? Mà xin mày đặt cơm cho. Nghĩ cho em biết thịt cho con nha. Ăn chứ. Không cơm nào. Không dưỡng, tôi không cho tôi ăn nó quá trời, quá. Không cơm hả? Không cơm hả? Ăn cho biết thôi. Cô hai nhớ không cô ba the đó? Luộc vịt đó. Nó vừa chín tới còn máu đó, để tủ lạnh cho nên nó bị chứ còn nếu nó lâu ha là nó sẽ ngon rồi đó. Vậy hồi nữa cô Nghi ơi, hồi nữa ăn cái phần tôm nó phải bắt lên luộc nữa nha. Cắm mà vậy, không vậy cho con bắt lên luộc đi. Còn này con vịt chim 4-5 kg rồi. Dạ cái chỗ nào mua chỗ không cháo ngán, cháo ngán hôm qua mình nấu vịt nấu cháo đó. Hôm qua đánh vịt mượn đánh vịt của ai ở nhà nó đánh thầy tháng. Bây giờ mẹ nói nè, nghe kia nó qua ăn vịt nghe nó vịt. Bà mời đâu vô chầm chầm. Bà mời đâu mới nghe. Đó là hôm qua nó không về, nửa đêm mới về. Tại vì nửa đêm muốn về quá là cái ứa giờ tí mà. Hôm trước họ ứa giờ tí cả nửa cả chục ngày dưới không. Thì con có cơm không? Có cơm chổng đó. Ăn cơm rồi chưa? Ủa cái chảo của cô mình còn không ta? Còn nữa. Chảo của cô còn không? Con nói dựng mười khoái thằng cá nó gửi lên. Cơm hai cây. Chúng con một lai và cái cơm nhau bỡ chú cảm ơn bỡ chú không bỡ chú vui vẻ. Nhà hôm nay mình ăn món này quá ngon cả nhà, giờ mình no rồi đó. Giờ ngon quá rồi, thôi cả nhà coi video của mình nhớ cho mình xin một like và đăng ký nha nhà. Mình mới quay video tiếp theo cho cả nhà xem nha. Có động lực. Cả nhà. Chào bà chú. Chào bà con chú. Ngày lên có mấy bữa không? Hôm nay được mấy bữa.